Vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 2 tại km 195 quốc lộ 20 đoạn đi qua thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Theo thông tin ban đầu, thì chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát HB2252 thuộc khu kinh tế quốc phòng 78 của Học viện Lục quân Đà Lạt do tài xế Lê Trọng Hải, sinh năm 1984, là công nhân của khu kinh tế quốc phòng điều khiển chở vật liệu xây dựng chạy từ hướng Di Linh đi Đà Lạt thì va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 37I17281 do Vũ Thị Sen, sinh năm 1993 điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 1993 và hai con trai là Trần Vũ Anh Duy, sinh năm 2013, Ngô Minh Tuấn, sinh năm 2014, chạy theo hướng Phú Hội băng qua quốc lộ 20. Cú va chạm mạnh khiến cho chị Tươi và cháu Tuấn bị thương rất nặng, còn chị Sen và cháu Duy bị thương nhẹ. Riêng chiếc xe mô tô bị biến dạng hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên, tài xế xe tải đã nhanh chóng chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông cũng như điều tra vụ việc. Được biết, theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân gây tai nạn do người điều khiển xe mô tô băng qua đường không chú ý quan sát. Trên những vạt núi triền đồi tại tỉnh Sơn La, những ngày này hoa mận đang nở trắng khắp núi rừng. Vẻ đẹp tinh khôi của những cánh hoa mận hòa quyện cùng màu xanh của những chiếc lá non mới mọc càng làm tôn thêm vẻ đẹp của núi rừng trong những ngày đầu.